cũng có tiền mua với bà. Đây bữa nay ra nó ăn còn ngập cỏ nó lớn vẩn vất. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ở đèo thường giữa ông Đô Khổng Văn Khoa người Bắc Ninh xin giữ và ông Đô Nguyễn Văn Công người Nam Định xin vào theo. Đề nghị hai đô nghe điều lệnh chọn tài chống làm thủ tục xe đài. Mời đô công một giải nhất về bàn ban tổ chức. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Dạ vâng, ban tổ chức tiếp tục nhận được một tấm lòng vàng và sự lưu tâm tài trợ của ông Nguyễn Văn Hải, chủ tịch hợp tác xã rau sạch, tài trợ cho giải trai làng trị giá 3 triệu đồng. Vậy một lần nữa đề nghị các đô của địa phương trở về bàn ban tổ chức để tham gia tranh tài ở giải trai làng. Lê Thông, vâng, rất khéo. Mấy đô và giữ thảm, chúng tôi công bố kết quả bằng một kỹ thuật sang sau và nhấc lùi toàn bộ cơ thể đối phương lên. Và như vậy ông Đô Khổng Văn Khoa người Bắc Ninh toàn thắng ở đèo thường. Xin mời trọng tài Nguyễn Kim Hương lên trao đèo thường cho ông Đô. Xin mời hai đô Trịnh Xuân Hùng và đô Lê Văn Hải.